Quay phải cây mình làm một món món rồi. Trời ơi anh ơi. Vậy là gầy, anh đợt trước anh 85 tầm 6 cân. Tầm mà cân. Anh nó phân bổ đều. Giờ. Bây giờ em tao bảo anh ạ. Đó là chỉ còn là cái trường của vợ kia. Kia nhiều anh, kia nhiều nên là một kia nhiều nha. Xong là ăn cũng đẹp thôi. Đây, bác sĩ sau 14 tháng. Nếu là bác sĩ dặn là hạn chế, chứ bác sĩ dặn là cấm hẳn. Về lại cãi vợ là bị uống rượu vẫn đang uống thuốc mà vẫn cãi là bác sĩ chẳng hạn chế vô bằng thì vẫn bảo cấm là nói chung là làm cơ quan cũng tránh được uống rượu. Anh ơi có cần phải cơ quan đâu, bạn bè anh thường thế anh là ấy.